luôn, nạt hái luôn nha anh em, nạt hái luôn nha. Bơ xịt. Cái mạnh nhất cũng đấy là nhiêu cường, 5 giây mấy? Dạ, nếu cái này nếu đúng là nếu đúng là chẳng có 5 giây 3. 5 giây 3. Nhả xe cũng tăng người lên cũng. Wow. Hồi nãy là chạy xe chạy đầu hồi nãy đồng vòng 2 là 5 giây 5 giây rưỡi rồi. Cái xe. Còn cái xe kia bấm cho anh. Bình anh em ơi, sức cao bình. Sáu giờ sáu bảy sáu xe là xe Đài Loan em, xe Đài Loan nha anh em ơi, này quen quá ta. À xe em búp bê tường ấy chạy giờ Đài Loan chạy luôn hả? Xe Đài Loan nha anh em. Wow. Ây da, xe ai bất thường? Hả? Chiếc này em bơi em chạy bịa. Ủa giờ này là anh chạy luôn hả? À. À. Bây giờ này Đài Loan luôn nha anh em ơi. Này Đài Loan, xe Đài Loan luôn. Hả?
Anh thấy là made in Thái Lan, made in Việt Nam mà giờ là made in Taiwan luôn nè. Anh thấy Hồng nói một câu là mình là made in Đông Nam Á nha. Ây da. Dòm này Đài Loan. À. Wow. À, có chiếc này nữa ra nữa nha em, Nmax 300. Nmax hay Nmax? Wow, mấy giây? 5 giây 855. 5855. Xe của Đài Loan là 5855. Nó là nhẹ nhàng quá ha. Chiếc này đúng chiếc không? Này bên Thái là chạy 200m 5.6 này ha. Nhưng mà đường này mình đâu có chạy được 200m đâu, có 150 không? Dạ thì 150 nó mới ghê đó anh. 150 wow. Kiệt lấy máy em trước luôn đi, lấy cái máy của em trước đi Kiệt ơi. Lấy máy máy em hay máy chung trước đi. Máy em hay máy chung trước đi. Vô, vô. Lấy cái máy của em mới vô anh bay. Mà bây giờ là xe Thái nha anh em ơi. DTD Dũng Nanda bên lò của Dũng Nanda. Đó là đội ngũ của Thái. Đội ngũ của Thái nha anh em. Xmax Yamaha Xmax 300. Wow. Bô titan, xài bô titan, heo dầu biết rồi, nhưng mà nó là cái dạng cắt dầu. Phục Olin Limited bằng đá. Nha anh em ơi.
anh em vô fanpage phụ tùng anh em Hai Thì tiếp tục theo dõi nha. Giây 6 7 2 đèn này mà nó còn đủ 5 giây 6. Đúng mà cái đèn rồi. Của Thái Lan là chắc đủ mà. Hôm qua 5 giây rưỡi mà nó còn 130 mét. Dạ. 130 mét này nãy tới 100 mét nó mới dịch mà đâu dành đâu đâu cái đầu nó hay bỏ lắm như nãy nè, cái thứ hai cái thứ ba bắt đầu nó mới dứt không mấy một hả không có mấy một hả con không biết cộng nhiêu nữa không mấy một hả quá kìa họ tính là nó vô tính là nó thấy chị nghe mình về cho bên người ta chạy hết luôn nha, người ta chạy giúp quái luôn, chạy 3 lần luôn hả? Wow, chạy 3 lần lúc luôn. Xe nó quất liên tục 3 cái luôn á anh ơi. Chạy chưa? Chưa chạy luôn hả? Chưa mờ hả? Chạy chưa? Xe Thái Lan là quất cái liên tục 3 cái luôn nha anh em. Quất một cái hết chích luôn á anh em ơi. Tại vì chế giờ của người ta rồi, người ta cũng phong thủy người ta sao á, canh giờ phải không anh? Không phải, người ta về nước. À về nước hả? Phong thủy. Không bệnh phong thủy ghê mình, người ta tin của mình đấy. Mình đâu á. Có gì nữa là áo đen á, áo đen là boss mà. Này có thâu tiếng vậy. Có anh, thấy giờ anh nói á, em nói anh nói á. Lại thấy mập lên mà bu lộn bu quên lộn anh nghe anh nói nha anh nói nha đang đổ xăng, xe Thái Lan đang đổ xăng nha anh em. Đây là đội câu lạc bộ DTD cùng với lại kỹ thuật này bên Thái đang hội ý là vẻ mặt mà. Coi là ba trời. Coi phim kia coi dễ hơn. Chạy lòn lòn con kia. Và N Max dòng thứ hai này Thái Lan. Câu lạc bộ DTD Racing.
Hôm nay là 5 giây 67 anh em, 5 giây 672. Không biết đợt này sau khi thêm xăng vô là